nặng cái này mà mấy cái xung quanh xị 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 xị. Cái này thì to hơi đau tí nha chứ. Nhiều lắm không em? Dạ, cái này nhưng to quá trời luôn chứ. Cục này lâu năm. Chưa con bé chứ mà chỉ nên nó nặng mà nó quay luôn. Chị gì hả? Chị dưới 19 là chị gì bữa nay? Chị nhiều xưa làm cũng ở làm ở chợ Hà Đông mình đúng không chứ? Không biết nữa, em có còn duyên biết anh chị bên tên rồi biết anh chị không biết em nói chung cũng họ hàng gì nhà ông chụp không chú hề không. Đây là những cái máu nó có mụn không? Ông già ông mụn không? Dạ em ăn hơn. Đau không chú? Ừ. Trời ơi, nhưng nặng gì đâu mà chắc ký mụn. Con ra ngoài học đi để mẹ làm con nha. Con đi ra ngoài học đi để mẹ làm. Con bật điện lên đây không sao đâu. Vô rẫy làm gì nữa. Ngồi, rụng mua đây đây. Rụng mua đi, rụng mua đi. 5 năm bận làm cho mẹ rồi, đi đi con, giỏi giỏi mẹ thương. Để con đang cũng mụn không lên đây nặng miếng mà. Không sao đâu, con lấy điện thoại con mang theo. Con cầm theo cho đỡ sợ. Không sao mà, con là anh hai rồi mà.
Rượu mua đi, rượu mua đi. Ngô ơi. Ngô. Rượu ăn, dẫn anh đi vệ sinh. Dẫn anh Kinh đi vệ sinh. Đi đây nhanh lên. Nè bạn làm rồi, đi đây nhanh lên. Chỗ này nặng, cái chỗ này chắc trung rác không đó. Vẫn còn mà. Mô ơi, dẫn anh đi đi con. Mấy bữa anh dẫn con rồi, giờ con dẫn anh đi. Thôi không còn lúc, con đi dõi luôn. Sao đâu con, đi đi con. Đi đi con, đi đi. Bưng điện thoại anh Kinh đi đi. Dẫn anh đi nghe chưa. Đừng có mà dọc nước chơi dơ nha. Con ngồi dưới chơi được rồi. Canh cửa thôi. Nó hổn ghê chưa? Nó gì? Mới điện cho anh Kinh ấy, thằng này. Nghe nó lúc trước đó. Nhớ tên rồi bà chị Hạnh. Cái chỗ này nhìn không thấy gì mà nặng ra cũng buồn mớ. Đau không chú? Không. Ngoãn mới chết luôn. Không thấy đường. Thấy cái đầu.
chứ. Không đâu có để ý đâu. Nó thi xong rồi. Có xong có. Nhanh vậy mới đây mà. Nãy giờ rồi. Nó xong rồi đó. Ừ. Cái đặt vô tình tới nữa. Con xuống dưới chơi mẹ một tí nha. Chơi mẹ một tí thôi. Con xuống dưới chơi đợi mẹ một tí. Xuống dưới đi con. Trời ơi nó ngồi ra đứng. Trời ơi, tôi cầm đồ vào, hết đứt rồi.